Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh PTA Let's Go. Và các bạn biết không, PTA đang đứng cạnh một chiếc xe. Các bạn biết chiếc này là chiếc gì không các bạn? Hả? Các bạn biết chiếc này? Chiếc này á, chắc là nhìn thì ai cũng biết đây là chiếc Hummer rồi không các bạn? Rất là đẹp luôn, nhìn hoành tráng lắm. Nhưng chiếc này còn đặc biệt hơn nữa các bạn này. Bây giờ PTA sẽ quay cái camera này cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, chiếc xe này là chiếc không chỉ là một chiếc Hummer bình thường mà đây là chiếc xe chỉ huy chống đạn đó các bạn. Đây nó, đây là chiếc Hummer H2. Đây là chiếc xe chống đạn của cảnh sát cơ động, và chiếc Hummer này là do Mỹ sản xuất nha các bạn. Các bạn nhìn cái bánh của nó thì cũng khủng khiếp rồi không đó. Rồi đây, nhìn nó oách xoách luôn các bạn. Các bạn nhìn nó hầm hố không? Quá sức hầm hố luôn. Đấy, chiếc này quá đẹp luôn các bạn. Phê. Trời ơi, chiếc xe này nghe nói đâu là hơn 10 tỷ một chiếc này các bạn ạ. 10 tỷ một chiếc này đấy. Phê, nhìn nó đã ha các bạn. Không biết là chiếc này mà dùng nó để đi phượt thì không biết nó như thế nào ha các bạn ha. Chắc là oách xoách lắm đó các bạn. Và hôm nay thì bọn ta đang đến một nơi mà có rất nhiều vũ khí. Và chúng ta sẽ, đây là những chiếc xe. Các bạn thấy chiếc xe này không? Chiếc xe này là một chiếc xe, gọi là chiếc xe chống bạo động này. Đó, nó có một cái tên là Ram 2000 ở đây. Để chúng ta sẽ xem nó là gì. Đây là xe bọc thép Ram đó. Và xuất xứ là từ Israel. Đây là chiếc xe bọc thép hạng nhẹ và của Israel sản xuất này. Và hôm nay thì PTA đang ở tại triển lãm cảnh sát Việt Nam, nơi triển lãm vũ khí của cảnh sát Việt Nam các bạn, nơi sẽ trưng bày các loại vũ khí mà không phải đơn giản để mà có thể là chúng ta biết được một lúc rất là nhiều các loại vũ khí này không. Vậy thì hãy cùng với PTA, chúng ta sẽ đi khám phá các cái loại vũ khí và khí tài mà cảnh sát Việt Nam chúng ta đang có là những loại gì nha các bạn. Rồi, kia là chiếc Hummer, đây là chiếc Ram. Bây giờ tiếp theo đây là một cái chiếc xe này thì nó có cái mã nó là S5. Và đây là chiếc xe bọc thép S5 xuất xứ từ Hàn Quốc. Chiếc xe này thì nó lại có thêm một cái ở đằng trước, nó để mà giống như là nó để mà đẩy đi các bạn. Đấy, nó giống như là chiếc xe ủi ha các bạn. Đây này các bạn này, và đằng sau nó là này. Đấy, nó bánh này, nó có cái bánh đằng sau nữa này. Đó, và rồi nó cũng giống như một chiếc xe bọc thép thôi. Nó là một chiếc xe bọc thép đó, và nhưng mà ở phía trước là nó có thêm cái gắn thêm cái ủi đó. Và trên đây bọn ta thấy nó có một cái pháo nữa kìa, hay chưa. Và đây cũng là lần đầu tiên bọn ta được thấy những cái chiếc xe như thế này. Một chiếc xe rất là to nha các bạn, rất là to đây. Wow, thật là đặc biệt. Chỗ này bọn ta thấy là có cái chỗ để đi ra đi vào này. Đây là cái bừng để đi lên đi xuống đây này các bạn này, tức là có thể chứa được quân, chứa được người ở trong đây. Đấy. Hay quá. Rồi bây giờ thì sẽ xem thêm một số cái tính năng thôi nào. Tính năng và tác dụng của chiếc xe này là gì? Xe bọc thép chống đạn, chở kíp chiến đấu, phục vụ công tác đánh bắt, truy đuổi tội phạm nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng, thân xe và kính xe chống đạn này, tầm nhìn gầm xe thì chống mìn, lốp xe có khả năng tiếp tục hoạt động được quãng đường dài sau khi bị trúng đạn, trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp, tự động bù hơi nên trên nóc xe có các giá để lắp súng. Xe được trang bị tời điện tự thu, hệ thống lưới gạt camera quan sát, hệ thống phóng lựu đạn khói và hệ thống phá sóng. Lượng trang bị là cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm. Như vậy kia là lựu đạn hơi này, đó tất cả mọi thứ ở đây, và có thiết bị phá sóng nữa. Và người ta đọc ở đấy thì thấy có cái chống mìn nữa các bạn. Các bạn có thấy xem này, chúng ta xem cái hệ thống chống mìn nó như thế nào nhá. Đây là các bạn này, và ta đang thấy là có một cái tấm sắt ở đây. Đây là tấm sắt này, nó dày. Tấm sắt này dày tầm
Ôi hơn 1 ly, hơn 1 cm đấy các bạn. Đây này. Đây, dày cùi luôn. Quá chưa dày luôn. Cái xe thì nó cao. Cao này phải cao cả nửa mét nữa các bạn. Đó, và nó rất là cao luôn. Và dưới đây là nó có trang bị cái hệ thống để chống chống mìn. Và có các cái loại, các cái giá để gắn vũ khí ở trên phía trên cao kia, như các bạn đang thấy ha. Đó. Rồi bây giờ qua chiếc xe này. Chiếc xe thứ ba, rồi bây giờ chiếc xe thứ tư. Chúng ta sẽ xem chiếc xe này là chiếc xe gì đây. Đây là xe có tên là xe phun nước chống bạo loạn. À, chiếc xe này dùng để chống bạo loạn đây. Bao gồm là chở quân và phun nước này. Chiếc xe này thì bà ta thấy có một cái đặc điểm, đó là ở phía trên nó có hai cái súng phun nước. Chắc là cái súng đấy phun áp lực rất là cao. Đó, một chiếc xe rất là to. Và đây là những chiếc xe của cảnh sát Việt Nam đó các bạn. Quá phê. Còn chiếc xe này trắng này sẽ xe gì hả các bạn? Chúng ta sẽ cùng đi một thể này. Chiếc xe trắng này to quá. À, để xem chiếc xe mà phun nước này là của nước nào nhá. Xuất xứ của chiếc xe phun nước này là thuộc Thổ Nhĩ Kỳ nhá các bạn. Tức là cái chiếc xe phun nước này này. Còn chiếc xe này có Man này, hiệu Man Bay gì này. Đây xem. Đây là xe tác chiến cứu hộ và xuất phát từ Ý, dùng chuyên để cứu hộ. Thì cái đặc điểm của cái xe này bà ta thấy là có một cái hệ thống tời rất là lớn ở đây. Đó, có thể để kéo, để cứu hộ. Đó, và dưới kia nó có cái cần cẩu cả. Đó, rất là đặc biệt. Còn chiếc xe này thì nó có một cái cây thang ở trên này các bạn này. Đó, thang cái giống xe này xe chữa cháy à? Chắc vậy quá. À không phải. Đây là xe phóng thang nha các bạn. Tức là xuất xứ từ Mỹ này. Tính năng này là hệ thống phóng thang giúp cán bộ chiến sĩ thâm nhập nhanh vào các cái địa hình cao á các bạn. Thì chiếc xe này nó sẽ có cái thang để cho chiến sĩ có thể trèo lên trên. Trèo lên trên đây. Đó, rồi đi lên trên đây. Đó. Wow. Vậy là ở đây bà ta thấy tổng cộng có 6 chiếc xe được trang bị ở đây, bao gồm một chiếc xe phóng thang, một chiếc xe cứu hộ, một chiếc xe phun nước. Nhìn 6 chiếc xe này thôi đã thấy mê rồi ha các bạn. Mê ơi là mê luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong triển lãm nha. Chào anh nhá. Đây là cửa ra vào nha. Phê. Hôm nay là ngày của lực lượng cảnh sát Việt Nam á các bạn. Nên là hôm nay có triển lãm các cái loại khí tài. Này các bạn, đây là các loại gọi là máy tính, trang thiết bị để dùng cho cảnh sát này các bạn. Để xem nó là cái gì nhá. Đây là hệ thống giám sát âm thanh truyền qua mạng LAN. Còn chỗ này, thiết bị chuyên dùng trích xuất khôi phục phân tích dữ liệu. Ghê ta. Wow, đây. Ghê thiệt. Rồi thiết bị ghi âm. Quá trời đồ luôn các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên mà mình được nhìn thấy, lần đầu tiên được biết luôn đấy, chứ không phải là nhìn thấy nữa. Thì ra là cảnh sát chúng ta được trang bị cực kỳ nhiều luôn. Còn đây là các trang phục. Trang phục của nữ cảnh sát. Đây là trang phục của cảnh sát là chúng ta rất quen thuộc rồi ha. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tập phân biệt các loại trang phục này. Đây là trang phục chắc là trang phục hành chính, trang phục chung này của cảnh sát Việt Nam này. Còn với lực lượng cơ động thì sẽ là trang phục này. Đây là trang phục của lực lượng cơ động này. Đấy, các anh mà các anh hay đi ngoài đường đó. Đó. Nhìn rất là phê. Đó. Đó. Rồi đây là, còn đây thì rất là quen thuộc rồi. Đây là cảnh sát giao thông. Đó, các anh cảnh sát giao thông áo vàng. Đây là các cái áo này, túi này, đai này. Đầy đủ luôn. Còn đây là cano, đây là mô hình cano cứu hộ quá. Đúng rồi, cứu hộ màu đỏ trắng này. Cano tuần tra kiểm soát này. Đó. Tức là cảnh sát của chúng ta bây giờ là cảnh sát Việt Nam được trang bị đầy đủ luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khu vực này. Đây là cái gì đây? Đây là các loại áo giáp.
các loại áo giáp chống đạn của các cái cảnh sát cơ động. Đây là cái khiên chống này, khiên chống đạn này. Rồi đây là cái áo giáp chống đạn này. Đấy, chống đâm, đây là cái áo chống đâm này. Áo chống đạn, súng ngắn luôn. Ôi, chống được cả súng luôn, ghê ha. Đó, đây là bộ ốp che tay, bộ ốp che chân này. Đấy. Trời ơi các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mà MTA được nhìn thấy một cái quả súng nó ác xà liệt như kia. Yeah. Con súng này để MTA xem cái thông số của nó nhá. Này đầu tiên để xem cái đá. Trời ơi, phê. Con súng này chắc là con súng ngắn bắn từ xa quá. À, tên của nó là súng bắn tỉa B và T APR308. Nước sản xuất là Thụy Sĩ nha. Nước sản xuất là Thụy Sĩ này. Sử dụng đạn là 7,62 nhân cho 51mm. Chiều dài súng này khi mà gập cán là 906mm, tức là dài cả mét lận. Khủng khiếp nha. Còn đây là các loại súng ngắn này các bạn. Cái con súng kia chắc nó bắn từ xa thì được bao nhiêu, từ 800 mét nha các bạn. Đây này, 800 mét này các bạn, nhìn cái đoạn này này. Xạ thủ của mình có thể bắn chuẩn xác được cả 1.000 mét. 1.000 mét cũng trúng luôn. Kinh nhỉ. Nhưng mà tức là phải xạ thủ rất giỏi. Tức là nó kết hợp giữa kỹ thuật súng và kỹ năng của xạ thủ đúng không ạ? À. Cực kỳ giỏi. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem lô hàng nóng mà cảnh sát Việt Nam chúng ta được trang bị nhá. Đây là một cái con súng bé bé mini này. Súng ngắn HS11 sản xuất ở Croatia. Nó hàng thật đây, là hàng demo đấy anh. Hàng thật luôn á. Giá mà phải có cái khu nào để cho bà con cầm cái nhá. Không, cái đấy thì không khuyến khích. À thế à? Đây là súng ngắn CZP07 này. Đây các bạn, con này có vẻ nó to hơn đúng không các bạn? Đây này, con này nó to hơn tí này. Con kia là khẩu Glock 19. Khẩu Glock 19 sản xuất là ở Áo. Đó, con này là súng ngắn HS9. Xin phép tí nhá. Mình quay cái. Ok, HS9. Đây HS9, con này là cũng là do Croatia sản xuất, là con này đây. Đó. Và cái con này là con bắn đạn cao su. À đây này, con này chúng ta thường thấy các anh hay được trang bị này. Nhưng mà vậy thì bốn cái con này thì các anh được trang bị trong điều kiện nào hả anh? Bốn cái con này này. Là trong điều khi mà mình chiến đấu. Chiến đấu thì mới được trang bị đúng không? Còn cái này là chỉ trong tình huống đặc biệt. À, còn cái này là thường xuyên này. Đúng, đạn cao su mà. Cái này thì cũng sử dụng trong một số tình huống bắt buộc luôn. À, nhưng mà còn cái con kia là cái con gì ngắn ngắn này, là cái gọi là con gì anh? À, súng tiểu liên MP5A3 Thổ Nhĩ Kỳ. Con này nó được bao nhiêu viên đạn anh? Con này là hộp tiếp. À, 30 viên. À, có 30 viên này, nó có thông số hết nhỉ. Bắn 100 mét thôi à? Khủng nhỉ. Bắn được 800 viên trên 1 phút. 800 viên trên 1 phút. Thế thì chưa đầy 1 phút nó bay hết 30 viên rồi. Mẹ con ống ngắm này cục anh này. Ở kia vẫn vào được trong, vào được con ống ngắm này. Ủa, vẫn vào trong được à? Đấy anh đi vào. À, đi đường vòng à? À, thế thì mình đi vào trong. Đúng rồi, cho nó gần. Ồ nhờ. Em có biết đâu, cứ tưởng là chỉ đứng ở đây. Hôm nãy là cứ tưởng đứng ở đây thôi, còn ngay là vô được đây. Trời. À đúng rồi. Đây, vậy thì bây giờ chúng ta lại có điều kiện để quan sát thật là kỹ con súng này. Ôi trời ơi, nhìn nó đã ngời các bạn. Các bạn nhìn cái nòng nó này. Thấy không? Đó. Ủa con này, nòng con này mà bắn ra thì thôi luôn đấy nhỉ. Cái này chắc là giảm thanh đúng không? À đây là cái chỗ giảm thanh này các bạn. Thanh đấy. Đấy. Quả này nó rồi. Ngắm thì chỉ có chết thì... Quả này bắn từ 800 mét cơ mà. Nó ngắm ra chỉ có chết thì... Quả này này. Đã nhỉ, đã nhỉ. Súng bắn tỉa. Cái này súng bắn tỉa. Đây là bắn tỉa. Và các bạn ạ, ở đây các bạn hôm nay bảo ta được lần đầu tiên được nhìn thấy một chiếc gọi là gì, cái khẩu súng bắn tỉa từ xa mà được trang bị cho cảnh sát của Việt Nam các bạn, với một cái cự ly cực kỳ gần luôn. Chúng ta sẽ cùng ngắm lại con súng này nhé các bạn, bởi vì có lẽ
Nếu gọi là vũ khí thì ở đây là cái con súng gọi là nổi bật nhất của cảnh sát Việt Nam. Con súng này nó dài đến cả mét và phải nói nó nhìn nó uy lực đó các bạn, nhìn nó phê lắm. Đây trên đây là cái ống nhòm này. Ống nhòm này hiệu Kales gì đây. Đấy, nó đây. Đó, còn đây là khẩu tiểu liên này. Và nhìn với cái khoảng cách cực gần ha, các bạn thấy phê không? Đó, còn này bắn 800 viên một phút. Mà băng đạn này này các bạn, nó chỉ có 30 viên thôi. Nên là chưa đầy 1/5 à. Chưa đầy 1/5, chắc là vài giây, 5 giây à. 5 giây thì nó bắn xong viên này rồi. Bắn xong cái băng này rồi. À đây các bạn, đây là các sản phẩm của các cái phạm nhân. Những người mà của những phạm nhân đó các bạn. Người ta đang là bị giam đó các bạn. Đó, và người ta đã tham gia vô cái câu chuyện của sản xuất đó các bạn. Đó, tạo ra những cái sản phẩm như thế này. Đây. Và đây là những sản phẩm mà họ tạo ra. Chúng ta cùng xem ha. Đó. Này, đây là các cái đồ gia dụng này. Đây là những cái đồ thủ công mỹ nghệ này các bạn. Cái này làm bằng đay này. Cái này là đay này. Đây. Bằng cói này. Cái này thì mình biết rất là nhiều luôn. À, cái này làm sản xuất tại Thanh Hóa. Cái này còn có miền Tây cũng làm nữa nha các bạn. Wow, làm đẹp quá ha các bạn. Và đây là các bạn có hình dung rồi, đây chính là sản phẩm của các phạm nhân làm ra đó các bạn. Đó. Và qua cái việc làm này thì họ cũng có một cái nghề, khi mà họ hoàn lương đó các bạn thì họ có thể tiếp tục với hòa nhập với cộng đồng nó nhanh hơn. Ông gặp nhau mình liêu. À thế hả? Gặp nhau mình liêu à? À lúc đấy hình như là các anh đang lên đúng không? Đúng rồi. À. Ông đang xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm đấy em đang xuống. Hay quá. Đến đây gặp một anh nhận ra mình khi mà đi Bình Liêu, hôm đi biên giới. Rồi bây giờ thì chúng ta lại đi qua một cái khu nữa nha các bạn. Cái khu này sẽ là cái khu mà để chúng ta sẽ xem có những cái gì ở trong đây nha. Đây là đồ phòng cháy chữa cháy nè. Để bà ta sẽ quay cái camera lại nha, cho các bạn cùng xem nè. Đây là đồ phòng cháy của các anh phòng cháy chữa cháy nè các bạn này. Đó. Đây là mấy cái ống nước. Đâu máy đâu? Ồ, máy cắt bê tông đấy hả? Mấy cái máy này cái gì ta? Bình oxy à? À bình dưỡng khí. À bên này là của phòng cháy chữa cháy. Kìm cắt. Ui rồi cái kìm nè. To. Cáng. Cái này là cái cáng. Yeah. À đây cái món này ngon lắm. Cái món này là hấp dẫn đây. Còn phải cam không chưa? Quay cho mình cái. Con phai cam này là chuyên này các bạn thấy nhà cao tầng cái gì không? Đây là con phai cam. Con phai cam này dùng để mà phát loa thông báo này, đó rồi nhìn từ xa. Đó để phát hiện cái đám cháy và quản lý cái đám cháy từ xa đó các bạn. Mà con phai cam này cầm hồ quá không? Đây để xem là mình xem nó xuất xứ từ đâu nhá. Đây cho các bạn xem một số các thông tin về con phai cam này nhá. Thiết bị bay không người lái nè. Đó. Xuất xứ từ Mỹ nhá. Và máy bay VN, hệ thống máy bay 4 cánh cất thẳng lứng, cái này ai cũng biết rồi. Đây là chiếc flycam độ phân giải 4K lận. Và trên đây chúng ta thấy là có một cái loa. Có một cái loa để mà phát thông báo này. Cục pin này rất là khủng đây. Ở đây có cái camera 4K nó ở dưới đây. Đó. Này giống kiểu con Phantom nhỉ. Yeah. Kiểu cách của Phantom. Đúng không? Cái là bàn điều khiển này. Đúng rồi. Đấy. Còn đây là cái tay cầm điều khiển này. Đó. Để mà điều khiển cái chiếc flycam này nó bay lên trời đó các bạn. Rất là hay, hấp dẫn. Cái là hộp thu của flycam này. Cái này á? À. Nó nhìn lên màn hình nhé. À đấy hả? Nó màn hình lên đây. Màn hình đây, màn hình là chính ở cái tay. Như vậy cái này đội phải có đội điều khiển 2 người rồi. 4 người. 4 người cơ? Làm gì mà 4 người cần gì 4 người ta? Cái này có cái gì đâu? Đúng rồi, một ông điều khiển bay, một ông cầm cái kia là đủ rồi. Đúng không? Còn cái ông chỉ huy thì ông có thể ông nói đúng không? Có thể thế thôi. Còn cái này là gì? Máy leo dây. Rồi còn cái này là gì? Dò tìm gì? Dò tìm người á? Độ sâu phát điện tối đa 10 mét trong đất. Dò tìm từ từ dò
À, dò tìm nạn nhân nha các bạn. Cái máy này là cái máy dò tìm người nhá. Tức là trong vòng 10 mét mà vùi lấp là sẽ biết là có người hay không. Kiểu kiểu thế. Đúng không? Đấy, nói vậy thì người ta mới biết được chứ. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái hạng mục tiếp theo. Hạng mục này là cái gì đây? À, đây là một cái loa. Loa này nó có ký hiệu là LRAD cộng 1000. À, dùng để làm gì này? Là thiết bị phát âm thanh công suất lớn gây chói tai với người đứng trước. Tức là cái loa này là cái loa phát âm thanh công suất lớn để làm cho mọi người giải tán. Lại là như vậy. Còn đây, đây là những chiếc xe của các anh. À, con xe này hay này. Đây là xe có thêm một chỗ ngồi nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị đến một cái con hơi bị hay luôn các bạn. Con này mới là con hấp dẫn này. Đây, chưa cho các bạn biết tên nha, nhưng mà các bạn đoán thử coi. Con này là một con robot. Đây, các bạn nhìn không? Hầm hố chưa? Đây, ở dưới đây là có hệ thống 3 bánh, mỗi bên 3 bánh này. Và bánh này là bánh xích ha các bạn. Rồi, robot xử lý bom mìn. Nó được dùng để mà tự động xử lý từ xa, và thay vì phải người phải đi xử lý thì rất nguy hiểm. Bom mìn thì nó nổ một cái bùm phát là xong, đúng không? Thì cái con robot này nó sẽ làm cái nó làm cái động tác, tức là nó sẽ thay cho con người rất an toàn, và nó sẽ xử lý bom mìn ha các bạn. Hay quá. Đây, nhìn tổng thể con robot nó như thế này đây. Đó, đây lần đầu tiên Porta mới được nhìn thấy các bạn. Và nước sản xuất cái này là nước Mỹ. Mỹ nha. Cái cánh tay này này các bạn này, nó có thể nâng được cái vật nó lên đến 36 kg. Đây này, tức là hai cái này nó kẹp vào một cái là nó nâng lên được 36 kg nha các bạn. Rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái khu vực này nhá. Đây là các cái bộ áo của cảnh sát cơ động thôi. Đây, áo này là áo chống độc này. Đó, đây áo của cảnh sát cơ động. Các anh cảnh sát cơ động sẽ mặc một cái áo nó nhìn rất là oai, đúng không các bạn? Rất là oai. Đó, và đeo một con súng phải nói là rất là đẹp ha các bạn. Đây, đây là cảnh sát đặc nhiệm nhá. Đây là đặc nhiệm. Rồi, bây giờ tiếp tục. Thiết bị điều khiển phóng rải đinh. Ủa, để làm gì ta? Ở đây, ở chỗ này bà ta thấy có một cái thiết bị điều khiển chống thải đinh ra. À, thì ra tức là từ trong cái hộp này nè các bạn. Từ trong cái hộp này thì những cái đinh này các bạn này, nó sẽ nhô ra, và nó xe mà đi qua thì sẽ bị xẹp bánh ở đây nè các bạn. Đó, toàn những thiết bị lần đầu tiên mình mới được nhìn thôi các bạn ha. Cái này là phát hiện mục tiêu qua khe cửa. Tức là bạn có nằm đằng sau khe cửa thì vẫn sẽ nhìn thấy bạn phía sau của khe cửa luôn. Đó, ghê chưa? Nên khỏi trốn luôn nha. Đây là camera đặc biệt chống khủng bố. Nó có cái thiết bị, tức là đây là cái camera nó rất là nhỏ gọn để mà chống khủng bố các bạn. Còn đây là thiết bị phát hiện và định vị mục tiêu trong nhà. Ui chà chà chà. Tức là nếu mà ở trong nhà và không cần phải vào nhà mới biết được vị trí, thì cái thiết bị này nó sẽ giúp phát hiện ra những ai đang ở trong nhà và ở vị trí như thế nào luôn. Hay thiệt. Quá hay. Đây là máy soi hành lý này. Đó, không cần mở ra xem, chỉ cần soi cái này là biết luôn nó như thế nào. Ghê đấy, ghê đấy. Máy dò chất nổ này. Đây là thiết bị quay chụp ban đêm. Ống nhòm đo khoảng cách, tức là nhòm bằng cái ống nhòm này thì biết được khoảng cách là bao nhiêu luôn. Đây, nó đây. Đó, đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hạng mục các loại súng ngắn nha. Đây, đây là các loại súng ngắn. Súng APX, H9, Glock 34, lúc nãy chúng ta có xem bên kia. BX4 này. 1200 mét. Đúng chưa?
Ôi trời ơi, con này thì ghê vậy. Rồi các bạn ơi, bên kia cứ tưởng là chỉ có một con kia nó khủng rồi. Bên đây nó còn nhiều hơn nữa. Bên này nó còn khủng hơn nữa. Con này 1200 mét. Khủng nhờ. Đây là con Gradius Mai. Sản xuất là cái gì? Italia. Con này nó bắn bao xa? 1200 mét. Ủa, khủng nhờ. Cái số 2. Quá khủng luôn. Ghê chưa cả. Bắn hơn 1 km mà chính xác thì ghê. Lúc nãy thì bọn ta cứ tưởng là ở bên kia là có một chiếc súng bắn tỉa thôi, nhưng mà không ngờ đi qua bên này các bạn là một dàn súng bắn tỉa luôn. Và chúng ta cùng xem này, con Gradius Mai là vừa xem xong ha. Bây giờ chúng ta ha, đây là một cái con bắn tỉa CZ750. Con này thì bắn được 1000 mét, tức là cái con này thì bắn là 1200 mét, còn con này là 1000 mét. Khủng khiếp không? 1200 mét nhá, là con CZ750. Tiếp tục là con ARP308. Con này là bắn 1000 mét này. Ở đây là súng con súng tiểu liên MP A53, lúc nãy Pata đã xem rồi. Còn đây là súng tiểu liên AK bắn gấp. Và con súng này, con súng này hay quá này. Thiết bị bắn bắn khép góc. Các bạn có thấy cái con súng này bắn lạ kỳ không? Tức là cái con súng này nhá, là nó không có phải là bắn cái nòng của nó không thẳng này, mà chỗ kia nó cong kìa. Tức là mình đang hiểu là giả sử là đứng như này thì có thể bắn cong. Có lẽ là như vậy. Bạn nào mà biết thì comment phía dưới nha. Đó. Còn đây là súng bắn đạn cay này. Đây là con súng bắn đạn cay đây. Rồi súng bắn lưới. Con này đây hả? Con này hay đây, để bắn xe này. Đây, súng bắn lưới. Súng bắn quả nổ. Bên kia là con súng kia, súng gì đây? Súng phóng dây mồi. Súng phóng dây mồi. Có lẽ con này là dùng cho hải quân à, hoặc là dùng để leo lên gì đấy. Còn đây là gì? Súng phá hủy bằng tia nước không giật. Cái súng này có lẽ là gắn cái ống nước vào và nó sẽ dùng tia nước để nó bắn ra. Đó. Và vừa rồi là chúng ta vừa xem một loạt những cái con súng được trang bị cho cảnh sát Việt Nam ha. Đây, bây giờ liệt kê lại này. Đây một loạt này, súng phóng dây mồi này, súng phóng quả nổ này, súng bắn lưới này. Cái này cho mấy anh cảnh sát giao thông quá này. Đó. Súng bắn đạn hơi cay này. Thiết bị bắn khép góc này. Cái thiết bị bắn khép góc, tức là cái con này nó thì nó bắn cong cong nha. Đó, nó cong cong như kia kìa. Tiểu liên AK, con AK thì quá quen thuộc này. Tiểu liên MP 5A3. Và đây là ba con bắn tỉa đẳng cấp luôn các bạn. Bắn phê. Thật sự đây là lần đầu tiên mà Pata đến đây và được nhìn thấy những cái trang thiết bị, những cái khí tài, những cái vũ khí của cảnh sát Việt Nam được trang bị các bạn. Mà phải nói là rất là đầy đủ luôn. Thật sự là rất đầy đủ luôn, và mình thấy là mình được mở mang thêm kiến thức rất là nhiều khi mà mình biết rằng là lực lượng cảnh sát Việt Nam được trang bị những trang thiết bị như vậy. Trước đây ấy, nếu không có những cái triển lãm như thế này, những cái buổi như thế này, thì rõ ràng là chúng ta không biết được là các anh cảnh sát anh sử dụng những cái loại vũ khí gì, đúng không? Đó, hay là mình cũng mù tịt về các hoạt động của các anh, đúng không? Nhưng mà qua những cái triển lãm như thế này thì giúp cho chúng ta có hiểu biết hơn về lực lượng cảnh sát Việt Nam ha các bạn. Đây là những chiếc xe phân khối lớn dùng cho các cái anh cảnh sát mở đường các bạn. Đấy, những xe này. Ok. Và bây giờ qua bên đây xem còn cái gì nữa không nhá. Ở bên này thì là hệ thống bắn dây mồi lưới chặn nè. Đây có một cái hệ thống bắn dây nữa này. Ở đây, ở phía ngoài này. Và bây giờ thì vừa rồi chúng ta đã đi một vòng gồm ba cái khu vực. Một khu vực là chuyên các cái khí tài, một cái khu vực chính giữa là khu vực của các cái trung tâm. Đây ở phía đây này các bạn. Khu vực trung tâm này là bao gồm các cái thông tin về các hoạt động của cảnh sát Việt Nam, và khu vực bên này, và khu vực này là những cái sản phẩm của cảnh sát Việt Nam, cũng như là những trong ngành, như là những cái phạm nhân đó các bạn. Đó thì sản xuất ra những cái sản phẩm. Hầu hết là các bạn đều đi làm thẻ căn cước công dân rồi, đúng không? Kia là những cái máy làm thẻ căn cước công dân này. Đó, rất là quen thuộc rồi, đúng không? Nhưng những cái căn cước công dân đó thì nó
những cái thiết bị này nó quen thuộc rồi, nhưng cái đáng nói ở đây ấy, nó không phải là cái chỗ đó mà cái chỗ này nó hay lắm này. Đấy. Các bạn biết là sắp tới các bạn là không phải sắp tới lắm mà hiện tại rồi, cái hệ thống căn cước đã được hôm nay đến đây thì bọn ta mới được biết là với cái căn cước, cái thẻ căn cước công dân của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ cần là có cái thẻ ở đây, máy đọc căn cước công dân thấy không? Đây, với cái máy đọc căn cước công dân này, chúng ta chỉ cần đưa cái thẻ đọc căn cước công dân vào thôi ha, thì sau đó thì chúng ta có thể rút luôn tiền. Và hiện tại thì theo thông tin là Pota được biết là hiện tại đã có 4 ngân hàng chỉ cần là các bạn mà có kết nối cái căn cước công dân với cái tài khoản ngân hàng là các bạn có thể rút tiền bằng cái căn cước công dân mà không cần thêm tài khoản thẻ gì hết. Quá hay, quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây, bây giờ các bạn sẽ xem nhá, đây là căn cước công dân này, chỉ cần đưa vào đó rồi nó sẽ nhận diện khuôn mặt luôn. Ai cha, đây các bạn, ồ nó nhận ra luôn, đang xác thực khuôn mặt kìa các bạn kìa, mà nó xác thực rõ ràng là mình thấy có mặt của mình ở trong đó nữa, mà nó chỉ xác thực mặt của anh này thôi. Đấy, xác thực thành công rồi. Ghê chưa, tức là từ đó là mình có thể xử lý được luôn. Đấy, sau đó sẽ chọn thẻ của mình, các cái loại thẻ luôn. Đúng rồi. Ghê à. Sau đó mình sẽ nhập mã pin của mình vào. Tức là mình vẫn có mã pin. Đúng rồi, vẫn có mã pin. Rồi. Thế nên là rất bảo mật. Mã pin là mã pin của từng ngân hàng luôn. Đúng rồi, là của cái ví dụ của banh đó luôn. Cái banh của mình. Rồi. Hay nhá. Sau đó rút tiền hoặc nạp tiền vào xử đây. Lý rút tiền như bình thường này. Vâng, rồi cảm ơn anh nhá. Vâng, ok anh. Đấy, vừa rồi anh đã demo cho chúng ta cùng xem ha các bạn. Quá hay. Vậy thì một thời gian không xa nữa thì chúng ta có thể hình dung được là sắp tới là chúng ta sẽ không cần phải có thêm những cái thẻ ngân hàng. Không cần có mỗi ngân hàng một thẻ nữa. Và chúng ta cũng không cần nhiều cái app của các ngân hàng nữa, mà chúng ta chỉ cần duy nhất một cái căn cước công dân là chúng ta có thể giao dịch bằng tiền, có thể rút tiền, nạp tiền, tóm lại là giao dịch mọi thứ với cái chiếc máy ATM như thế này ha các bạn. Điều đó là một cái điều rất là tuyệt vời luôn, và nó sẽ mang lại một cái sự tiện ích cực kỳ lớn cho chúng ta, đúng không các bạn? Bởi vì chúng ta sẽ không có phải quản lý quá nhiều cái thiết bị một lúc, mà chúng ta không quản lý nhiều thẻ một lúc, mà chúng ta chỉ cần có một cái duy nhất mà thôi. Ok, tuyệt vời. Và hôm nay đến đây thì bọn ta mới rõ ràng được cái câu chuyện này ha các bạn. Rồi, em cảm ơn các anh nhá. Ok, bây giờ thì bọn ta sẽ phải nói lời chia tay khu vực thông tin, công nghệ thông tin và những cái tiến bộ về công nghệ thông tin rất là tuyệt vời đúng không các bạn. Và bọn ta thấy rằng là mặc dù chúng ta đi sau nhưng những gì chúng ta làm đây đang rất là đúng nha các bạn. Và ta cảm thấy là rất vui về cái điều đó. Thì chúng ta đã đi khám phá một vòng xung quanh cái triển lãm của cảnh sát Việt Nam, và chúng ta đã được nhìn thấy những cái thông tin hoạt động ở phía trong cái khu vực chính của triển lãm này, cũng như là tìm hiểu các loại vũ khí khí tài mà cảnh sát Việt Nam đã được trang bị ở đây, đúng không các bạn? Đó, rất nhiều vũ khí tài luôn và rất hiện đại nha. Rồi chúng ta đã đi đến với cái khu vực của thông tin, nơi mà có những cái tiến bộ rất là lớn về công nghệ, đúng không các bạn? Như là cái căn cước công dân chúng ta có thể rút được tiền luôn ha. Rồi nhìn thấy đó là những cái sản phẩm mà của trong ngành cảnh sát làm ra, từ những phạm nhân làm ra ha các bạn. Và hôm nay được tận mắt chứng kiến, nhìn thấy và giúp cho bọn ta hiểu hơn rất là nhiều về các hoạt động của cảnh sát Việt Nam. Và đó là một cái điều mà bọn ta cảm thấy là trước đây ấy, nếu mà để mà tìm hiểu ấy, thì rất là khó luôn, phải không biết tìm hiểu ở đâu luôn các bạn. Và ngày hôm nay bọn ta đã được đến đây và tận mắt chứng kiến và nhìn thấy rất là. Và có một cái thông tin rất là vui dành cho các bạn nào mà đang là quan tâm và muốn là chữ tận mắt là chứng kiến và tìm hiểu về cảnh sát Việt Nam, thì các bạn hãy đến ngay với trung tâm hội nghị quốc gia, trung tâm hội nghị quốc gia hay là triển lãm Hà Nội ấy các bạn đó. Và cái triển lãm này nó sẽ diễn ra đến 20 tháng 8 nha các bạn nhé, đến 20 tháng 8 lận ha các bạn ha. Rồi, và rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với bà ta trong cái hành trình này, và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà ta trong những hành trình tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.